Thêm một câu chuyện khách của ngân hàng bị mất tiền. Bà Ngô Phương Anh, 57 tuổi, một khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, vẫn đang cầm ở trong tay cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình, có giá trị là 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến rút tiền trong sổ tiết kiệm, bà mới tá hỏa phát hiện ra rằng quyển sổ tiết kiệm này không còn tồn tại. Trước thực tế đó, thì bà Phương Anh đã ngay lập tức gửi đơn tố cáo ông Phạm Thế Long, nguyên giám đốc phòng giao dịch D2 Giảng Võ chi nhánh Tây Hồ của ngân hàng BIDV vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt 32 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của bà. Theo bà Ngô Phương Anh, bà đã nhận sổ tiết kiệm trị giá 32 tỷ đồng tại phòng giao dịch D2 Giảng Võ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vào ngày 22 tháng 4 năm 2016. Đây là số tiền bà bán nhà tại Đà Lạt. Đầu tiên là tôi có một cái nhà, và sau khi tôi bán thì người mua nhà đã trả tôi bằng một cái sổ tiết kiệm với trị giá là 30 tỷ. Và cái ngày đáo hạn của cái sổ tiết kiệm đó là ngày 21 tháng 4. Thì đến ngày 20 tháng 4 thì chúng tôi cùng nhau ra ngân hàng ngoài Hà Nội ở BIDV, D2 Giảng Võ Hà Nội. Thì vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, thì khi tôi tới, tôi cùng với lại cái người mua nhà đó là cái chủ của sổ tiết kiệm 30 tỷ tới thì gặp làm việc với lại anh Phạm Thế Long là cái giám đốc cái phòng giao dịch D2 Giảng Võ. Thì anh Long có nói tôi là cả tôi và cả cái người mua nhà đưa cho ảnh là hai cái chứng minh nhân dân để ảnh photocopy. Sau đó thì ảnh đưa cho tôi một cái tờ giấy trắng như vậy này. Và anh chỉ tờ giấy trắng như vậy. Và anh chỉ tôi là cô ơi, cô ký dùm con vào đây để con coi cái chữ ký của cô có giống cái chữ ký mẫu mà cô đã đăng ký ở ngân hàng không. Thì cứ theo cái tay của anh chỉ thì tôi ký cho anh coi cái chữ ký mẫu. Thì sau đó anh cảm ơn và anh cất đi. Và sau 5 tháng, bà mới biết toàn bộ số tiền này đã biến mất. Nguyên nhân là do bà Phương Anh đã ký khống vào một tờ giấy A4 nay đã trở thành một tờ giấy báo mất sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Cùng với đó, bà cũng ký khống vào hơn chục tờ giấy nộp tiền vào ngân hàng, chưa ghi thông tin gì. Và nay, hơn chục tờ giấy đó trở thành giấy bà Phương Anh nộp 32 tỷ đồng vào tài khoản của hàng chục người khác. Đến sáng ngày 22 tháng 4, thì chúng tôi tới ngân hàng và anh Long đề nghị tôi là ký thêm một số giấy nộp tiền với lý do là cô hãy ký để cái sổ tiết kiệm cũ chỉ có 30 tỷ thôi. Thành ra là cô bây giờ là phải nộp thêm 2 tỷ nữa. Cái người mua nhà đã nộp thêm cho cô vào thêm 2 tỷ nữa. Do đó cô hãy ký cho tụi con một số giấy nộp tiền để cho hoàn tất cái thủ tục là đủ cái 32 tỷ. Sau khi mà tôi ký thì ảnh đưa cho tôi cái giấy nộp tiền thì cái giấy nộp tiền là giấy nộp tiền nhưng mà không có ghi nội dung. Và tôi cứ nghe lời theo ảnh thì tôi sẽ ký hết. Sau đó thì sau khi ký xong thì ảnh mời tôi ra nhận sổ và tôi cầm sổ và đi về. Khi tôi đến yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm thì ngân hàng đưa ra cho tôi cái tờ giấy là mất sổ tiết kiệm vào ngày 22 tháng 4 và một số giấy nộp tiền tài khoản của ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản của những người mà tôi gần như là hoàn toàn tôi không biết những người đó là ai hết. Vào sáng ngày 22 tháng 4, đó là những người sau khi mà chúng tôi rời ngân hàng, vài phút sau là tiền chúng tôi là gần như là biến là đã đi vào tài khoản cái người đó hết. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, 32 tỷ đồng là một con số rất lớn và chắc hẳn bà Phương Anh sẽ phải chờ đợi một thời gian để cơ quan điều tra xác minh tìm hiểu vụ việc. Chưa rõ đúng sai trong vụ việc này, nhưng chắc chắn đây sẽ một bài học cảnh tỉnh cho mọi người dân có gửi tiền tại ngân hàng, có giao dịch với ngân hàng. Đừng bao giờ ký tên vào bất cứ một tờ giấy trắng nào, dù đó là một tờ giấy A4 hay một tờ giấy nộp tiền vào ngân hàng hay một tờ giấy ủy nhiệm chi, dù người đưa cho bạn ký có là nhân viên ngân hàng đi chăng nữa. Vì các bạn có thể hoàn toàn có thể dính vào những cái vướng mắc rắc rối như bà Phương Anh, đó là cầm trong tay quyển sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng nhưng số tiền trong sổ tiết kiệm đã hoàn toàn biến mất. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Ngay sau khi gia đình bà Phương Anh trình báo thì Phòng An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư PA84 Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập được ông Long, nguyên giám đốc phòng giao dịch BIDV D2 Giảng Võ lên làm việc, đối chất trực tiếp với gia đình bà Phương Anh. Và một điều bất ngờ lớn nữa
của vụ việc này là một trong hàng chục người đã nhận số tiền 32 tỷ đồng của bà Phương Anh là nhân sự thuộc phòng giao dịch BIDV D2 Giảng Võ. Theo ông Trần Lệ, chồng của bà Ngô Phương Anh, người đã mất 32 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, thì ông Phạm Thế Long, nguyên giám đốc phòng giao dịch D2 Giảng Võ, hiện vẫn đang làm việc tại ngân hàng BIDV. Trong khi mới điều tra, ông Long vẫn cam đoan gia đình bà Phương Anh đã nhận sổ tiết kiệm từ ngày 21 tháng 4, đúng như ngày phát hành sổ. Vào ngày 22 tháng 4, đã đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV thông báo mất sổ. Tuy nhiên, trong ngày 21 tháng 4, gia đình bà Phương Anh lại về Hải Phòng, không có mặt tại Hà Nội. Và điều này đã được cơ quan điều tra xác minh. Cuối cùng thì ông Long cũng cùng trước cơ quan điều tra thì cũng đã phải cung cấp những cái ý kiến và cũng có những cái ý kiến là đã giao sổ tiết kiệm cho chúng tôi vào ngày 22 tháng 4 chứ không phải 21 tháng 4. Và cũng trong cái ngày đó thì ông Long cũng như là cái chi nhánh D2 Giảng Võ của cái chi nhánh BIDV Tây Hồ thì cũng đã nói là trong buổi sáng đó ngày 22 tháng 4 là chúng tôi có cái đơn cứu mất và vợ tôi đã trình cái đơn cứu mất lên thì và tôi đã cảm giác là đấy là một cái mâu thuẫn và rất là then chốt. Và như vậy, gia đình bà Phương Anh đã cùng một lúc vừa nhận sổ tiết kiệm, vừa làm thông báo mất sổ tiết kiệm và chuyển tiền 32 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm cho hàng chục người khác chỉ trong vòng một buổi sáng. Và một điểm bất ngờ nữa là khi truy tìm hơn 10 người đã nhận số tiền 32 tỷ đồng, thì có một nhân sự là của phòng giao dịch BIDV D2 Giảng Võ đã nhận 4,3 tỷ đồng. Trong thời điểm mà chúng tôi làm việc với cơ quan điều tra, thì có một nhân sự tên là Hạnh. Và người này là trong quá trình chúng tôi được đối chất thì được biết đây là người đã tham dự vào cái sự việc này. Và cô Hạnh này là phó phòng giao dịch của cái phòng giao dịch D2 Giảng Võ thuộc chi nhánh BIDV của Tây Hồ. Thế thì cô Hạnh này đã nhận trước cái cơ quan điều tra, cán bộ điều tra là đã nhận từ cái sổ tiết kiệm của vợ tôi số tiền là 4 tỷ 3. Liên tiếp các vụ báo mất tiền trong tài khoản ngân hàng và giờ đây là sổ tiết kiệm khiến cho người dân không khỏi lo lắng cho khối tài sản của mình đang được trao gửi cho các ngân hàng cất giữ. Và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc để cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.